Vừa qua, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã phối hợp tổ chức hội trại truyền thống Tuổi trẻ giữ biển năm 2022. Hội trại truyền thống Tuổi trẻ giữ biển được tổ chức trong 2 ngày 13 và 14 tháng 5 tại huyện Cần Giờ, với sự tham gia của hơn 500 trại sinh là đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố và đoàn viên thanh niên các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố. Các đơn vị phối hợp kết nghĩa với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hội trại được thiết kế thành các tiểu trại với các tên gọi mang tên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc như An Bang, Sinh Tồn, Sông Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca và Phan Vinh. Tham gia hội trại, các trại sinh đã cùng nhau tham gia các hoạt động đầy ý nghĩa như hoạt động an sinh xã hội, công tác dân vận của lực lượng vũ trang, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường biển và rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Cần Giờ, tìm hiểu về biển đảo Tổ quốc, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cuộc sống chiến đấu của chiến sĩ bộ đội biên phòng. Ra quân thực hiện chương trình Hãy làm sạch biển, tuyên truyền người dân, khách du lịch bảo vệ môi trường biển, thu gom rác thải xung quanh khu vực bãi biển, các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống bộ đội biên phòng. Bên cạnh đó, các trại sinh còn tham gia các sân chơi thể dục thể thao, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên thanh niên thành phố với các chiến sĩ lực lượng vũ trang, trao tặng các phần quà hỗ trợ hộ giữ rừng phòng hộ Cần Giờ, trao hỗ trợ cho các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm việc tại Cần Giờ có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập. Trong thời gian qua, Thành đoàn Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, lòng tự hào hướng về biển đảo quê hương. Qua đó đã thực hiện nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong thanh thiếu nhi thành phố và hội trại truyền thống Tuổi trẻ giữ biển là một trong những giải pháp thiết thực. Qua các năm tổ chức, hội trại truyền thống Tuổi trẻ giữ biển đã góp phần giáo dục truyền thống anh hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bồi đắp niềm tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, tự hào về thành quả của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của tuổi trẻ thành phố, tri ân đến thân nhân các liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh là Bộ đội Biên phòng, các anh hùng liệt sĩ, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.